Cách để mở máy tính Mac. WikiHow hôm nay sẽ hướng dẫn các bạn cách bật máy tính sách tay, laptop hoặc máy tính để bàn của Mac. Tùy vào model máy, thường thì bạn sẽ nhấn vào nút nguồn Touch ID ở góc bên trên bên phải bàn phím để khởi động Mac OS hoặc nhấn vào nút nguồn ở đâu đó trên máy tính. Phương pháp 1. MacBook Pro và MacBook Air. 1. Sạc máy tính, sách tay Mac. Nếu như pin yếu, bạn cần cắm laptop vào nguồn điện ngay. Một số notebook của Mac sẽ tự động mở lên sau khi được cắm điện. 2. Mở nắp laptop. Hầu hết máy tính, sách tay Mac đời mới đều tự động bật sau khi bạn mở nắp. Nếu sau khi bạn mở nắp mà laptop vẫn không bật, hãy tiến hành bước tiếp theo. Tìm nút nguồn. Vị trí của nút này thường khác nhau tùy theo model. Nếu bàn phím Mac có hàng phím chức năng vật lý F1 đến F12 nằm dọc phía trên cùng, phím nguồn sẽ nằm ngoài bìa bên phải. Phím này có biểu tượng Power với hình tròn và đoạn thẳng nằm dọc chính giữa. Nếu bạn sử dụng MacBook với thanh cảm ứng Touch Bar hoặc cảm biến vân tay Touch ID, chẳng hạn như một số model MacBook Pro và MacBook Air 2018 trở về sau, nút nguồn sẽ là phím cảm ứng màu đen trơn ở góc trên bên phải bàn phím. 4. Nhấn nút nguồn. Có thể bạn cần nhấn giữ nút nguồn trong vài giây. Sau khi màn hình hoạt động, bạn có thể thả tay ra khỏi nút nguồn. Thông thường, máy tính sẽ phát ra tín hiệu chuông báo hiệu mở nguồn thành công. Tùy vào model mà bạn có thể bật laptop bằng cách nhấn vào phím bất kỳ trên bàn phím. Phương pháp 2. iMac và iMac Pro. 1. Cắm điện iMac. iMac phải được kết nối với ổ cắm chuyên dụng để bật máy. 2. Tìm nút nguồn. Nút tròn này có biểu tượng Power, hình tròn mở với đường thẳng dọc, thường nằm ở phía dưới bên phải đằng sau máy tính. 3. Nhấn nút nguồn. Có thể bạn cần nhấn giữ nút nguồn trong vài giây. Sau đó, tiếng chuông sẽ vang lên, báo hiệu máy tính đã mở. Phương pháp 3. Máy tính để bàn Mac Pro. 1. Cắm điện Mac Pro. Máy Mac cần được kết nối với ổ điện chuyên dụng để bật. 2. Tìm nút nguồn. Đây là nút tròn với biểu tượng Power, hình tròn mở, bên trong có đường thẳng dọc. Nếu bạn sử dụng Mac Pro 2019, nút nguồn sẽ nằm phía trên thùng máy. Trên những model Mac Pro cũ, bạn có thể tìm thấy nút nguồn ở phía sau thùng máy. 3. Nhấn nút nguồn. Máy Mac sẽ bật lên hoặc khởi động từ chế độ ngủ sleep. Tiếng chuông sẽ vang lên báo hiệu máy tính đã được bật. Phương pháp 4. Mac Mini. 1. Cắm điện máy tính Mac Mini. Máy Mac phải được cắm vào ổ điện chuyên dụng để bật. 2. Tìm nút nguồn. Nút tròn này có biểu tượng Power, hình tròn mở với đường thẳng dọc bên trong. Bạn sẽ tìm thấy nút này ở bên trái, đằng sau Mac Mini. 3. Nhấn nút nguồn. Máy Mac sẽ mở hoặc khởi động từ chế độ Sleep. Tiếng chuông sẽ vang lên, báo hiệu máy tính đã được bật thành công. Lời khuyên: nếu máy Mac không bật, hãy kiểm tra kết nối nguồn. Nếu máy tính đã được cắm điện đúng cách, thử nhấn giữ nút nguồn trong 10 giây, sau đó thả ra, rồi nhấn lại lần nữa. Nếu Mac bị đứng hay không phản hồi, có thể bạn cần tiến hành khởi động lại máy tính theo cách thủ công hoặc cài lại máy Mac. Nếu bạn đang dùng máy tính để bàn và màn hình không hiển thị gì sau khi máy đã được bật, hãy kiểm tra kết nối từ phía sau màn hình đến thùng máy xem cáp đã được cắm đúng cách chưa.